Tại sao bạn êm bằng cổ tay rất là gà? Đây là vấn đề thường gặp ở những người chơi cổ tay lâu năm. Vấn đề này có thể bắt gặp ở những người đã luyện tập từ 3 tới 4 tháng. Vấn đề đầu tiên là sen chuột, lỗi đầu tiên mà 90% người chơi gặp phải. Tìm sen chuột đơn giản, nó chỉ là tìm một độ nhạy của chuột nó tương thích với tay của bạn. Điều mà mọi người hay mắc phải là mọi người dùng sen chuột của cổ tay để áp dụng lên êm của cánh tay. Hậu quả thường gặp là khi tốc độ xảy ra quá nhanh, mọi người không thể kiểm soát được tay bằng cổ tay, đúng không? Mọi người dùng sen nhanh. Thì ví dụ như kiểu khi mọi người di chuyển trái phải thì mọi người sẽ làm gì nào? Mọi người sẽ đặt tay lên gân bót và mọi người sẽ đi bằng cái cổ tay, đúng không? Mọi người sẽ đi bằng cổ tay như này đấy, đi bằng cổ tay thì mọi người tracking như này, đúng không? Đấy, đi như thế. Nhưng cái vấn đề là khi mọi người chơi bằng cái cổ tay ấy, cái sen chuột nó rất là cao, thì như thế thì mọi người mới có thể đáp ứng được. Cái thứ nhất là mọi người có thể kéo tâm như này mà không bị lệch đi, không? Đây là mình đang cố gắng để kéo chuẩn thôi. Còn nếu mà ví dụ như kiểu tầm, nếu mà mình phải sen chuột cao thì mình sẽ không chơi tầm khoảng 0,477 đâu, nó sẽ chơi tầm khoảng 2,7. Thì đấy đấy, ví dụ như này đấy. Ui, giờ chơi lại cái này nhanh nhé. Nói chung là cơ bản là khi mình để cái sen cao thế, mục đích là để khi mà mình kéo cổ tay này đấy đấy. Đấy là bài tìm sen chuột chuẩn của mình nếu mà mình nếu các bạn chỉ dùng cổ tay đấy. Thế nên là khi mà mọi người tìm, ví dụ đây là sen chuẩn khi mọi người dùng cổ tay, đúng không? Thì cái vấn đề là khi mà mọi người dùng cánh tay ấy, mọi người ví dụ mọi người nhìn cánh tay của mình nhá. Ví dụ mình muốn ly một cái khoảng ngắn như này, đúng không? Một cái khoảng ngắn từ hai con bot này dựa với nhau này, mọi người nhìn mình ly á, mọi người nhìn trên camera này. Đấy. Mình ly lại back and forth cho mọi người nhìn thấy nhá. Đấy. Mọi người nhìn đây. Cái này là một khoảng rất là rộng, đúng không? Nhưng mọi người nhìn mình ly trên bát chuột này. Cái khoảng cái nó cực kỳ bé và nó sẽ rất khó để kiểm soát nếu mọi người không tìm đúng sen chuột khi mọi người đang áp dụng vào cái giáo trình ấy mà mọi người muốn. Bởi vì nếu mà mọi người dùng cổ tay không thì cái câu chuyện đây nó lại khác. Bởi vì mọi người dùng cổ tay, mọi người check cái này thì nó lại không có vấn đề gì cả. Nhưng mà vấn đề là khi mọi người dùng cánh tay, khi mọi người bắt đầu êm cánh tay ấy, mọi người nhìn này, mình nhắc nhá. Đấy, quay 180 độ, mọi người nhìn mình nhắc này, mình nhắc bằng này đến bên này, đó là một cái khoảng hai đốt ngón tay à. Đấy là một đã 180 độ rồi. Thế nên là nếu mà mình muốn quay được 90 độ nhanh, nó rất là khó để kiểm soát đấy. Và câu chuyện tương tự khi ở một cái khoảng cách gần như này, và nếu mà mình muốn êm nhanh ấy, gần như là không để êm được, tại vì nó rất là khó kiểm soát. Như thế nó sẽ gây ra cái sự khó kiểm soát cho mọi người đấy. Vấn đề nó là như thế. Thế nên là khi mọi người chuyển chơi sang cả cổ tay kết hợp cánh tay thì mọi người cái sen thích hợp để mọi người cảm giác, mọi người feel nó phải là cái sen bằng cánh tay. Tức là khi mọi người đặt tâm vào, mọi người kéo bót thì là đấy, bắt buộc cái này chắc chắn nó phải dùng cánh tay. Thì cánh tay nó sẽ là chuyển động rộng và chuyển động lớn nhất của bạn. Thế nên bạn phải dựa theo cái này. Thế nên là khi mọi người ví dụ đặt tâm, mọi người kéo tâm đi ấy, thì là lúc ấy sẽ sử dụng cánh tay thay vì dùng cổ tay, đúng không? Tại vì lúc đấy mình không phải phụ thuộc vào cổ tay nữa. Thế mọi người bắt buộc phải đổi cái sen đi thì mọi người mới có thể bắt đầu chơi để kết hợp cánh tay và cổ tay được. Ok, bây giờ mọi người đã có sen chuẩn rồi, nhưng mà bây giờ cảm giác êm tay nó vẫn cứ sai sai. Điều này là điều tất nhiên bởi vì mọi người vừa chỉnh sen chuột mà, thì làm sao mà có thể thích ứng ngay luôn được. Và tất nhiên mọi người cần phải luyện tập chứ. Và khi mọi người thay sen chuột mới thì cái bạn cần học tiếp theo, điều thứ hai, đó chính là chuyển động của mọi thứ nó khác nhau. Tại sao mà khi mọi người chuyển từ cổ tay sang cánh tay mọi người lại thấy có sự khác biệt? Bây giờ mọi người nhìn tay mình, đúng không? Bây giờ mình sẽ miêu tả cho mọi người, nếu mà mình chơi bằng cổ tay sẽ như này nhá. Khi mà mình chơi bằng cổ tay ấy, mọi người nhìn thấy có thể sẽ là cái cổ tay của mình này, nó sẽ là điểm tựa, nó sẽ tựa này đấy. Và khi mình cầm con chuột vào thì khi mình vẩy nhẹ, đúng không? Nên là mọi người, ví dụ mọi người chơi MOBA nhiều đấy, mọi người vẩy cổ tay, mọi người dùng cổ tay nhiều này, thứ nhất là nó sẽ nhấc liên tục nhảy, đúng không? Đấy, nó sẽ nhấc liên tục nhảy trái phải đấy. Và cái cổ tay nó sẽ đè xuống, nó là điểm tựa để mọi người êm. Nên là nếu mà mọi người chuyển sang êm cánh tay, mọi người sẽ thấy tại sao mình êm chậm hơn, tại vì cái điểm tựa mình nó khác, nó không phải là điểm tựa vào cổ tay nữa. Thế khi điểm tựa mình là cổ tay ấy, thế là mình vẩy nó rất nhanh và chính xác.
và mình nhấc rất là nhiều đấy. Cái đấy sẽ là cái chuyển động chính của mọi người. Nhưng mà khi mọi người chơi bằng cánh tay ấy, thì cái chuyển động nó lại khác. Tại vì sao? Khi mà mình chơi như này, đúng không? Khi mà mình chơi như này thì cái điểm tựa của mình nó không phải là cái cổ tay, không phải là cái cổ tay, mà cái điểm tựa của nó phải ở dưới phần cánh tay này. Tại vì khi mà mọi người cầm bút chuột, đúng không, mọi người cầm bút chuột và mọi người di di hết cả cái pad này để mọi người check góc, hoặc không mọi người di dài, đúng không, đấy thì mọi người thấy không, cái điểm tựa nó là chỗ này đấy, chứ nó không phải là ở bên trên nữa. Và nếu mà mọi người cố gắng dồn cái áp lực vào cái cổ tay bên trên, đúng không, thì mọi người không để di xung quanh thoải mái được, bởi vì mọi người cứ đè áp lực vào cổ tay, thế nên nó không đúng. Và tất nhiên là khi mọi người chơi cánh tay thì mọi người cũng cũng sẽ tự nhận biết được là mình sẽ không dồn áp lực vào cái cổ tay nữa. Thế nên là khi mà mọi người di di con chuột ấy, khi mọi người di là mọi người êm ý các kiểu, mọi người cảm giác nó không chắc, đúng không? Cái là cái chắc chắn. Cái mình cũng trường hợp này là mình gặp rất là nhiều, tại vì mình cũng là một người chơi thuần cổ tay và mình chuyển sang cánh tay tầm khoảng 3 tới 4 tháng, mình cảm thấy nó vẫn cảm giác nó sai sai đấy. Đấy là do bởi vì mình luôn cảm giác như kiểu là cái cổ tay của mình nó không để êm nhanh như ngày xưa, là bởi vì mình không không dồn áp lực vào phần phía cổ tay nữa, mà khi mà sử dụng cả cánh tay thì cái tay nó phải linh hoạt hơn, chứ nó không thể đè cái cổ tay xuống được, nên tất nhiên là tốc độ nó sẽ giảm xuống. Và yếu tố cuối cùng mọi người cần biết để có thể làm chủ được êm bằng cánh tay đó chính là mồ hôi. Mình đã chuyên êm 3 tháng bằng cổ tay kết hợp cánh tay, xong cuối cùng mình vẫn đéo gì được. Khi mà di chuyển chéo tay thì mình hay bị khựng, cái lúc đấy thì mình tưởng mình chưa luyện tập được tốt cho lắm. Đây, nói về phần cuối của êm đây, nếu mọi người nhìn qua cái ánh sáng, mình bật ánh sáng thì mọi người nhìn thấy cái con chuột của mình nó rất là bóng, tại vì tay mình đổ mồ hôi rất là nhiều. Và nếu mà mọi người nhìn kỹ được trên con chuột ấy, là nó còn in cả mồ hôi, nó còn in cả mồ hôi lên trên này đấy, là do tay mình nó ra mồ hôi rất là nhiều. Và cái vấn đề ở đây là khi mồ hôi ra nhiều và nó bám lên cái pad này này, thì mọi người chơi tầm khoảng 1 tới 2 ngày thôi, khi nó bám dính lên ấy thì cái tay mọi người nó không thể linh hoạt được, cái cánh tay nó sẽ chắc chắn nó sẽ bị giới hạn chuyển động luôn. Ví dụ như kiểu đây là mình cầm con chuột đúng không, mình muốn di 180 độ dài thì mình di sang thì nó không làm sao, nó sẽ không bị vướng. Nhưng mà khi mình đang êm này đúng không, và mình muốn kéo xuống nè, mình muốn kéo xuống nè đấy, nó sẽ bị khựng này. Đây mình kéo cho mọi người xem này đấy, mọi người có thấy tay mình nó đang phải giật không đấy, mình phải giật rất là mạnh nó mới chịu xuống cơ. Còn nếu mà di bình thường như này ấy, là đấy, mọi người chắc có thể nghe tiếng, không biết là có thu được tiếng không, nhưng là mọi người nhìn thấy tay mình đang có thể khựng và mình phải giật xuống thì nó mới chịu xuống, nó kẹt mẹ đấy luôn, nó rất là khó chịu. Và kiểu khi mình di lên trên thì cũng thế thôi, khi mình đầu tiên là tay mình nó đầu tiên là nó phải áp vào cái bát chuột đúng không, áp vào thì mình với kiểm soát được cái chủ động của mình, cái chuyển động của mình. Thế là khi ví dụ mình kéo lên trên này nhá, mọi người nhìn kéo chéo này, mọi người nhìn tay mình không đấy, cái tay mình này đấy, nó đè cái bát chuột và nó không di được, nó di rất là khó. Và nếu mà muốn di lên trên này thì nó không đều tay một tí nào, tức là sao, tức là khi mình kéo xuống này đấy, kéo sang ngang này, thấy không, nó rất là nhẹ nhàng đấy, nó không kẻ mình đè xuống này đấy, mình di nó vẫn, thấy không, nó vẫn rất là thoải mái, nó không vấn đề gì. Nhưng nếu mà cứ di kiểu chéo sang như này đấy, di chéo sang này, thỉnh thoảng nó sẽ bị khựng lại và nó không di được, tại vì tay mình nó ra mồ hôi rất là nhiều. Và thực sự là nếu mà mọi người không để nhìn thấy trên pad mình đâu, nó dính nó rất là nhiều, nên là rất là khó chịu. Thế giải pháp của cái câu chuyện này rất là đơn giản đây đấy, cái này người ta gọi là cái tay áo. Cái này nếu mà anh em nào chơi thể thao thì nó sẽ không còn lạ nữa rồi. Cái đơn giản này nếu là để tránh trường hợp mọi người di, khi mọi người zip thì mọi người mua cái tay áo này về, tay áo chơi thể thao mọi người đưa về mọi người đeo vào tay, thì như thế nó sẽ không khiến tay bạn bị zip khi bạn di trên bàn nữa. Thứ nhất là nó mỏng đấy, nó không ảnh hưởng tay nhiều, mọi người nhìn này đấy, đi trên xuống à, nó rất là mượt luôn
Đấy, ví dụ mình cầm thử con chuột cho mọi người xem nhá. Đấy. Giờ mình đè mạnh cỡ nào nhá, mình đè mạnh mình kéo xuống này, đấy rất là mượt này, kéo lên trên này, đấy kéo mạnh cỡ nào nó vẫn rất là mượt đấy, thấy chưa, rất là ok. Mà mình dùng 3 4 tháng thôi, mọi người nhìn thấy chất lượng nó vẫn rất là tốt. Nếu mà mọi người mua mua hàng tốt thì nó sẽ ok, còn nếu mà mọi người mua hàng sởm thì đây à không, thôi mình không nói đến đây nữa, mình chỉ nói cho mọi người biết đến tầm này là mọi người sẽ hiểu là khi mọi người sử dụng con chuột, mà nếu mà mọi người ra mồ hôi nhiều, mọi người rít thì hãy mua một cái tay, một cái sleeve về đấy. Đấy, khi mọi người sử dụng trên bàn, mọi người sẽ kéo cái chuyển động nó rất là thoải mái và nó không bị rít. Đấy. Còn nếu mà mọi người không có tay áo, mọi người phải kéo rất là mạnh lúc lên trên xuống dưới và theo dọc chéo à, thì phải kéo rất là mạnh và đôi khi pad nó còn bị rì theo luôn nữa. Nó không có hiệu quả khi mà mọi người chơi game lắm. Còn nếu mà về phần tay áo này thì mình nghĩ là mình sẽ ra một video riêng để nói về chuyện mồ hôi tay và cái tay áo này cụ thể hơn. Nếu mà anh em thực sự thích thì mọi người hãy bấm nút like ở video nhá.